Sau đây là kết quả xổ số Bình Định thứ 5, ngày 4 tháng 5 năm 2023. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 3, 5. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 3, 3, 0. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 3954, 9040, 2400. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 2553. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 26261, 99604, 32851, 77727, 45828, 80496, 27634. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 10827, 48606. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 85943. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 34575. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 355030. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 355030.